Kính chào chương vị đào hữu đến với tiểu điếng thính phòng tiên đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần. Trước 1022. Hiện tại thì thế nào? Tại dương cảm khái xác định mục tiêu ngắn hạn của mình. Mục tiêu này là nhất định phải làm cho bảo nhạc ở trước mắt này thật vui vẻ, thứ thư phục vụ. Chỉ có như thế mới có thể đảm bảo kế hoạch phát triển. Trong nội tâm của tạ Hải Dương, đem sự vui vẻ của bảo nhạc chia thành một dãy số đánh giá, tính từ 1 tới 100 điểm. Ngày nào đó đạt tới 100 điểm thì đại biểu nguy cơ của cha hắn chẳng những có thể phá giải. Thậm chí khả năng lớn sẽ ngành đón một lần nhân sinh điều này đúng ngay cả ở đây đã có tính toán tạ hải dương càng thêm kiên trì y cảm thấy chỉ số vui vẻ của bò nhạc bây giờ sợ là chỉ khoảng 30 điểm ngay tới đây tạ hải dương cười cười từ trong túi chữ vật lấy ra thùng nước băng linh tập lục dư thúc lúc ta đến đây cố tình mua một ít đồ uống người liên bang mà ngài thích nhất ngài xem vừa nói tạ hải dương đặt nước băng linh xuống Mặt khác ta cảm thấy con số 8.000 phạm tinh này là con số tốt trong nhận thức của liên bang, là con số may mắn. Nhưng có lẽ vẫn hơi ít. Như vậy đi, thập lục sư thúc, ta nghĩ biện pháp. Dùng thời gian nhanh nhất làm ra 8.888 viên phạm tinh cho ngài. Nói xong, để ý vẻ mặt của bảo nhạc rõ ràng vui lên một chút. Tại dương lại ở bên cạnh luyên thuyền, ngôn từ tràn đầy a à nịnh hót. Cái gì mà đẹp trai nhất? cái gì thiên kim tử cái gì phong thái tuyệt thế các thứ các thứ lật đi lật lại toàn những câu như vậy bảo nhạc nghe được cũng có chút bật đặc dĩ hiển nhiên tại hải dương ở phương diện này quá kém đừng nói so với bảo nhạc so với liễu đạo bân y cũng không bằng cuối cùng y cảm thấy xấu hổ thấy bảo nhạc ngáp ngáp lúc này mới cáo lùi tại hải dương rời đi khỏi tháp vừa ra đã nghiến rằng nhanh chóng lấy ngọc giản ra một mặt để thuộc hạ đi mua sắm vào tinh đưa tới đây một mặt khác thì giao phó tuyển dụng nhân tài nịnh nọt nhất định phải học tốt kỹ năng này làm sao bây giờ bảo nhạc cứ như thế này tại dương cảm khái nhớ lại ở liên bang bên người của bảo nhạc hình như không thiếu gái mà mỗi người thì rất không tệ vì vậy một lần nữa giao phó thuộc hạ tìm kiếm ít mỹ nữ khi bảo nhạc đang nghĩ đủ mọi cách chuẩn bị nịnh nọt vương bảo nhạc thì bò nhạc khoe miệng nở nụ cười lầm bẩm Vẫn là sự tôn tốt với ta. Bò nhạc khó khăn, nghĩ đến những việc mình khi tới liệt diễm tinh hệ, tu luyện phong tình quyết thì có thần nghiêu chỉ điểm. Sau cái tiểu thanh, văn minh tử kim lại đưa tới bồi lễ, bổ sung rất nhiều cho việc tu luyện. Lúc này cần phàm tinh, sư tôn lại đưa tại ải dương tới. Từng bước này nếu không có chuẩn bị trước, thì bảo nhạc không tin, nên từ đáy lòng, hắn càng công nhận mãnh liệt liệt diễm tinh hệ càng tôn kính sư tôn hơn ngày tháng trôi qua như vậy liệt diễm tinh hệ ngày càng trở nên nóng nhiệt hơn do sự xuất hiện của tạ ải dương mỗi ngày y đều đến vấn an bảo nhạc nếu bỏ nhạc ra ngoài không tới nửa nén hương tạ ải dương sẽ một đường chạy tới ân cần săn đón ngôn từ của y không ngừng phát triển thành thạo qua từng ngày từ lúc mới bắt đầu nịnh nọt có chút lúng túng rồi tới có thứ tử cũng rất nhanh đã thúc ngựa truyền thành lời nói hơi hợt cũng có thể khiến cho bảo nhạc rất thoải mái dễ chịu trong này đủ loại đề thăng dù là bảo nhạc không thể không toán thường khả năng học tập của tạ ải dương mặt khác mặt khác ngoại trừ ngôn từ biến hóa sự nhanh trí của tạ ải dương cũng khiến cho bảo nhạc rất thỏa mãn hắn chỉ cần một ánh mắt là đối phương sẽ lập tức lĩnh ngộ đem sự tình xử lý rõ ràng ví dụ như bảo nhạc chỉ ho nhẹ một tiếng Tạ Hải Dương đi theo phía sau hắn sẽ lập tức dùng pháp lực xuất ra một lọ nước băng linh được ướp lạnh hoàn hảo còn thêm một ít linh dịch hoặc là bảo nhạc chỉ duỗi rũi cánh tay Tạ Hải Dương sẽ lập tức tiến lên xoa bóp các thứ lập đạo vừa phải khiến cho bảo nhạc rất thoải mái ngoài ra Tạ Hải Dương mỗi ngày đều đưa lễ vật tới hôm nay một kiện pháp binh ngày mai một viên đan dược mai mốt mời bảo nhạc tới tạ gia thăm thú du ngoạn có thể nói những việc làm với tư cách hậu bối Tạ Hải Dương đã làm không tệ rồi Đối với sư tôn cổ y Tức là vị đại sư tỷ kia Cũng như thế Thậm chí càng thêm ân cần Về phần các sự thúc khác Tạ Hải Dương cũng không buông lòng Đều tặng lễ vật cả Với tài lực của y Toàn là hàng hiệu Khiến cho nhân sinh của liệt diễm chủ tinh hài hòa rất nhiều Bảo nhạc tự nhiên là rất hài lòng đối với những việc này Nhưng hắn nhiều lần quên bảo tạ Hải Dương Hải Dương huynh đề, ngươi không cần phải như vậy, ta nói giúp ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi. Thập Lộc sư thúc, xin hãy xưng hồ với ta bằng nhũ danh, chỉ có như vậy ta mới cảm thấy càng thêm thân thiết. Ta Hải Dương vẻ mặt chân thành, cái này ngươi kỳ thật không cần làm như thế mà. Thập Lộc sư thúc, đây là hành động từ tận đáy lòng của Dương Nhi, kính xin thập Lộc sư thúc không nên cướp đoạt hiếu tâm của đệ tử. Vào nhạc mấy lần khuyên bảo không có kết quả, cũng không mở miệng nữa nhưng hắn vẫn nhìn ra tạ hải dương đang cố chịu thi thoảng có chút mất tự nhiên nhưng rồi tạ hải dương lại đi an ủi bản thân trên thực tế bảo nhạc không nhìn lầm tạ hải dương đúng là như thế thân là người tạ ra trước khi đi vào liệt diễm tinh hệ y vô cùng kiêu ngạo bởi vì đủ loại sự việc sau này y không thể không cúi đầu còn có chút cơm cam lòng cho nên mỗi lần trở lại tháp của mình tạ hải dương đều quy tất cả những việc này đều là vì đặt thành mục đích. Mặc dù bảo nhạc kích lệ y không cần làm như thế, sư tôn y cũng ám chỉ không cần làm như vậy. Nhưng tại Dương lo lắng, y cảm thấy thế gian này ngoại trừ quan hệ nhất mạch, tất cả các quan hệ khác muốn giữ gìn tốt thì đều cần phải có lợi ích. Loại tư duy cố hữu này của Tạ gia khiến trong cuộc sống của y trước sau như dựa theo một phương thức của mình đi quan hệ nhân mạch. Bảo nhạc thấy vậy cũng mặc kệ đối phương dù sao trong quá trình này hắn đang rất thoải mái không thừa nhận cũng không được cách làm của tạ hải dương hoàn toàn chính xác có thể kéo quan hệ gần hơn tối thiểu nhất chỉ một tháng này bà nhạc lại càng cảm thấy tạ hải dương thuận mắt hơn sẵn sàng thuyết phục sư huynh trần thanh tử của mình nếu mọi chuyện tiếp tục phát triển thuận lợi như vậy e rằng sẽ không còn bao lâu nữa tạ hải dương hoàn toàn có thể đứng vững ở trong liệt diễm tinh hệ nhưng trời lại không chiều lòng người tạ dương ngàn vạn lần không nên ngoài hiếu kính bảo nhạc cùng sư tôn của y y cùng với thập ngũ sư thúc nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã với nhau có lẽ là vì hành vi của tạ hải dương cũng có lẽ là vì thập ngũ cố ý tiếp cận kiến tạo tình trạng đồng bệnh tương liên tóm lại sau khi qua một tháng này hai người quan hệ gần như đã đến mức không có gì để giấu nhau mà thập ngũ cũng không giả tạo gì khiến cho tạ hải dương gần như khôi phục thân phận trước kia hai người ngang hàng càng làm y cảm thấy thân thiết bảo nhạc thấy một màn như vậy thân sắc cổ quái thầm nghĩ sự tồn ngày diễn quá sâu rồi đây là chơi xấu tạ hải dương à bảo nhạc vuốt vuốt mi tâm lập tức có thể đoán được kết cục về mối quan hệ của hắn với tạ hải dương y cũng ám chỉ tạ hải dương rồi nhưng tạ hải dương lại không hiểu kết quả là tạ hải dương và thập ngũ sử thúc đang quan hệ tốt đẹp thì thập ngũ sửa thúc dẫn dụ tạ hải dương chủ động nói xấu liệt diễm lão tổ cuối cùng một ngày hôm đó trong tháp của bao nhạc thập ngũ cầm một bầu rượu đến sau khi tạ hải dương uống mấy miệng lớn thập ngũ chủ động phàn nàn về liệt diễm lão tổ tạ hải dương rốt cuộc cũng đem bất mãn với liệt diễm lão tổ nói ra với thập ngũ sử thúc thập ngũ người nói quá đúng lão tổ người này hoàn toàn chính xác vô cùng âm hiếm là ta bị hắn lừa tới đây, ta cũng không dám nói của người khác, chỉ có thể nói cùng ngươi. Lúc trước có người đề cập liệt diễm lão tổ này lòng dạ hẹp hòi, ưa thích đào hầm đào hố người ta, ta còn không tin. Tập ngũ ngồi đối diện tạ ải dương, nhèo mắt lại, sâu trong mắt có một vòng thâm ý tạ ải dương không nhìn thấy. Lại rót chén rượu, đưa tới, hi hi cười. Hiện tại thì như thế nào? Trong 1023, liệt diễm lão tổ phức tạp Hòa nhạc ở một bên nhìn hai người trước mắt này Cảm thấy đau đầu Lúc này hắn đã sớm chợt để thấy rõ chân tướng trong liệt diễm tinh hệ Biết rõ thập ngũ sư huynh trước mắt này Trên thực tế là một phân thân của sư tôn Thân phân này lúc trước không chỉ một lần đào hố Khiến mình tự nói xấu sư tôn Nhưng mình đều tránh được Sau khi đã biết chân tướng Thì mỗi lần gặp đối phương đào hố Hắn lại lập tức lời lời ca tụng sư tôn Cho nên từ đầu tới cuối cũng không bị lọt hố nhưng bây giờ trơ mắt nhìn tạ hải dương bị lòe không còn manh áo nội tâm của bà nhạc vô cùng cảm khái sư tồn thực sự là một tay chơi mà tự đánh mình thì cũng thôi đi tự bái mình cũng có thể miễn cưỡng lý giải nhưng đào hố đệ tử làm đệ tử nói dấu bản thân đây là cái thói quen gì bà nhạc hải não nhớ tới tạ hải dương trong khoảng thời gian này khiến mình rất hài lòng vì vậy không để lòng nhìn đối phương vào hố cho nên ho khan một tiếng Hải Dương, người uống nhiều quá rồi. Nhiều, ta uống được mà. Tạ Hải Dương nghe vậy thì mạnh mẽ gần đầu, nội tầm oán giận tích lũy cho khoảng thời gian này, bây giờ định phát tiết. Tốt! Thập ngũ vỗ bàn, trên mặt lộ ra vẻ tán tưởng, còn mang theo thưởng thức, nhìn Tạ Hải Dương mở miệng. Hải Dương, ta thích thái độ của người như vậy, phải biết rằng truyền thống của liệt diễm tinh hệ chúng ta là có rào nói vậy. Ta với người nói, ta sớm đã bất mãn với sư tôn rồi ở đây không có ngoại nhân người muốn nói gì thì cứ nói đi sư tổ lão nhân ra ông ta cân bản lại lừa người quá mức ẩm hiểm Tại dương nhịn nửa ngày lúc này rút cuộc cũng nói ra nói xong cả người y giống như khoan khoái dễ chịu hơn không ít cầm lấy vỏ rượu uống một hớp lớn thấy thế bà nhạc lực bất tổng tâm nhắm mắt lại ngồi ở một bên không để ý tới hai vị này nữa cứ như vậy, thập ngũ một đường dẫn dù, tại dương một đường oán trách liệt diễm lão tổ. Lời tuôn ra như cống thoát nước, không chú ý chút nào tới đôi mắt lập lòe của thập ngũ. Cho tới ngày hôm sau, như bỏ nhạc đã đoán, tại dương sách rượu tỉnh lại, lập tức nhận được ý chỉ của liệt diễm lão tổ, khiến đi đi tắm rửa trước thần nghiêu. Việc này đối với bảo nhạc tu luyện phong tình quyết là cơ duyên, nếu không tu hoành phong tình quyết thì chính là bị trừng phạt rồi. Dù sao thân hình của lão Ngưu muốn biến to bao nhiêu thì to bấy nhiêu. Phải xem vào tâm tình của lão. Mà tâm tình của lão Ngưu thì lại đang không tốt, khó chịu. Nên khi tạ Hải Dương tới tắm rửa cho lão Ngưu, thấy là một thân ảnh mênh mông so với bảo nhạc lúc trước thấy còn hơn gấp 10 lần. Với thân ảnh ấy, dùng tu vi của tạ Hải Dương không tầm thường thì ngày đêm tắm rửa cho lão Ngưu cũng cần hơn nửa năm. Mà tạ Hải Dương ngờ ngác, y bắt đầu công việc như lao động khổ sai bảo nhạc thấy tất cả những điều này càng thêm cảm khái tạ hải dương ơi là tạ hải dương ta đã ám chỉ ngươi rồi chuyện này cũng không nên trách ta bảo nhạc lắc đầu cũng bắt đầu tu hành phòng tình quyết tầng thứ hai đồng thời tạ hải dương yêu cầu thuộc hạ dưới trướng mua sắm phạm tinh suốt cuộc đã lục tục đưa tới được bảo nhạc dung nhập với tinh đồ bản thân khiến cho lực lượng tinh đồ càng thêm mênh mông cứ như vậy ba tháng qua đi, tinh đồ của bào nhạc đã được tại dương chống đỡ. Rốt cuộc cũng dung nhập hơn vạn phàm tinh, phần tinh quyết của hắn cũng thuận lợi tu luyện tới tầng thứ hai. Cũng tương xứng với tu vi hành tinh trung kỳ của hắn. Về phần quy tắc thần thông chín viên cổ tinh của bào nhạc, từ khi tới liệt diễm tinh hệ, hắn đã đọc rất nhiều sách cổ của liệt diễm lão tổ nên đề cao không ít. Đề cao lớn nhất trong đó tất nhiên là hỏa quy tắc. Đêm này cũng là điều mà liệt diễm lão tổ muốn thấy. Vì vậy, sau khi khảo hạch bảo nhạc tu hành, trong khi tạ Hải Dương vẫn tiếp tục tắm rửa cho thần Ngưu, ông ta truyền thụ cho bảo nhạc một thần thông của nhất mạch liệt diễm. Tên là Viêm Linh Chú. Một thần tu vi của liệt diễm lão tổ, căn cơ đều là hỏa pháp tắc đã đạt tích cực hạn, thể hiện ra nhiều loại chi nhánh, trong đó chú pháp có thánh danh hiển hách trong toàn bộ vị ương đạo vực. Như năm đó khi bảo nhạc chấp hành nhiệm vụ, đạt được mặt nạ nguyên rùa, dưới cảnh giới hành tinh có thể cưỡng ép giảm xuống một cảnh giới. Nhưng cũng chẳng qua là chú Pháp tiểu đạo mà thôi. Chú Pháp chính thức tên là Thiên Tùy Nhân Nguyện. Liệt diệm lão tổ nhìn bảo nhạc trước mắt trầm giọng mờ miệng. bỏ nhạc rung động, chứ thực tế ngay từ đầu hấp dẫn lớn nhất đối với hắn là thuật pháp quyền rùa của liệt diệm lão tổ. Chỉ có điều sau khi tới đây, sư tôn Thủy Trung không giải, mặc dù bỏ nhạc có hỏi qua, nhưng liệt diệm lão tổ không trả lời. Lúc này sư tốt mở miệng Khiến cho bò nhạc sáng mắt lên Đại khái Thà chia làm ra ba cảnh giới Cảnh giới thứ nhất Là ý nan bình Liệt diệm lao tổ nghiêm khắc Cảnh giới thứ hai Là oán đàn tức Cảnh giới cuối cùng Đã bất bình Khó tật oán Thì chỉ có thể khiến cho thiên tùy nhân nguyện Thế gian vạn vật Tất cả vũ trụ vô số ý chí Vô luận pháp tắc quy tắc gì đều phải tùy ta niệm mà động, tùy ta ý mà bình. Bảo nhạc, đạo này lấy hỏa làm cơ sở, diễn hóa ở giả chú pháp tri đạo. Nói tới đây, lời của liệt diễm lão tổ bình tĩnh, mà bảo nhạc lại chấn động mạnh. Ý nan bình, oán nản tức. Bảo nhạc nhất thời trầm mặc, hắn nghĩ tới khi chị đẹp nói chuyện về chuyện cũ của sư tôn, nghĩ tới những vai kịch ở trên liệt diễm chủ tình. Ý hoàn toàn chính xác khó bình, oán, hoàn toàn chính xác khó tắt. Mặc dù tam đại cảnh giới này, vi sư cũng không đạt tới trình độ thiên tùy nhân nguyên. Đã dừng lại ở cảnh giới oán nản thức này đã quá lâu quá lâu rồi. Nhưng dù sư huynh binh tông trần thanh tử của người, không phải phản vật đặc dĩ, cũng không muốn trêu chọc lão phù. Bởi vì ta có tam đại chú, một khi triển khai không sợ liên tục, dù là thần hoàng, đây cũng là lý do tại sao ta giết chóc mà vị ương tộc chỉ có thể im lặng. Nhưng để thi triển tam đại chú thì phải trả một cái giá lớn, đó là không thể luân hồi, biến mất hoàn toàn trên thế gian này. Cho nên chỉ cần ta không chạm vào điều mấu chốt của bọn chúng, chỉ cần giữ khoảng cách, thì thần hoàng ta cũng dám liều chết chết một trận. Cho nên vi sư bao ché khuyết điểm Vi sư điên cuồng Bởi vì ta không sợ hãi Lời nói của liệt diễm lão tổ Khí thế bàng bạc Dung truyền toàn bộ lịch diễm tinh hệ Khiến cho bảo nhạc hơi thở dồn dập Lúc này mới có chỗ hiểu biết đối với liệt diễm lão tổ Bảo nhạc Lúc này vi sư truyền thù cho người lại để nhất cảnh giới trụ cột Viêm linh chú Nói xong Liệt diễm lão tổ nâng tay phải lên Điểm vào mi tâm của bảo nhạc lập tức một đoạn chú truyền thừa truyền vào trong đầu của bà Nhạc làm cho hắn choáng váng đầu như muốn nứt ra xuất hiện rất nhiều tin tức hồi lâu sau bà Nhạc mới từ từ khôi phục tinh thần thở dốc gần đầu đã không thấy sư tôn liệt diễm lão tổ đâu cả chỉ có lời nói của sư tôn hắn quanh quẩn bên tai theo hư vô truyền lại báo ừ Nhạc người chỉ có nửa năm nửa năm sau ngươi dùng thân phận thiếu chủ liệt diễm tinh hệ ta đi mừng thọ thiên pháp thượng nhân nơi đó lão phu vì người đổi lấy một phần thiên mệnh cơ duyên thân thể của bảo nhạc chấn động hướng về phía trước hư vô ôm quyền cúi đầu đa tạ sư tôn bảo nhạc đợi đã lâu không thấy đáp lại tâm thần lúc này rung động không thôi với thông tin về chu pháp trước đó đi ra khỏi tháp sư tôn đồng thời trên bầu trời thần nghiêu đang được tạ dương tắm rửa chậm rãi mở mắt ra trong mắt vẻ thâm thúy ẩn chứa bi thương sâu nặng là vì sự nhu nhược bởi vì không thể hạ quyết tâm tìm kiếm đồng quy vô tận bởi vì oán nản thức bởi vì ta chỉ có thể đánh ngã một vị thần hoàng không thể nào đánh ngã được toàn bộ vị ương tộc lão Ngưu thì thào lời nói chỉ có gã nghe được tại dương mặc dù ở khoảng cách gần nhưng cũng không nghe thấy gì chỉ ở một bên cần cù cảm thấy đôi phương lẩm bẩm gì đó nghiêu tiền bối người nói gì? Ta nói tên danh con nhà ngươi, Con không rửa đít cho lão nghiêu ta, không thích bẩn sao? mươi 1024, Viêm Linh Chú Cuộc sống bi thảm của tạ Hải Dương lại tiếp tục tiếp diễn. Bảo nhạc tu hành phong tình quyết, cũng không ngừng có tiến triển. Hắn tạo thành tinh đồ thiên thạch thần nghiêu, lúc này tất cả đều đã thay thế bằng phạm tinh, uy lực kinh người. Bây giờ đã bắt tay vào tu luyện tầng thứ ba phòng tình quyết. Chỉ có điều bởi vì tu vi chỉ là hành tinh trung kỳ, nên tu luyện tầng thứ ba không nhanh bằng hai tầng trước đó, dần dần chậm lại, trọng tâm dần dần từ phong tinh quyết chuyển sang viêm linh chú. Viêm linh, viêm linh. Bảo nhạc trong tháp cảm thụ một chút viêm linh chú, vỗ chán, thầm nghĩ sư tôn ở sư tôn, là ngươi tùy ý đặt tên cho nó, hay là phân thân đặt tên, hay là cái chú này vốn có quan hệ với lão nghiêu. Thật sự là lão nghiêu đã tên là viêm linh rồi. Đặt vấn đề tên gọi sang một bên, bảo nhạc thờ sâu bắt đầu triển khai nghiên cứu đối với viêm linh chú này. Chú này là dùng lực lượng hỏa diễm làm cơ sở, tạo ra vô số phù văn nhỏ. Mượn tính mạng của bản thân dẫn dắt, do đó hình thành chú pháp. Khác với các thuật pháp khác mà bảo nhạc đã hiểu trước đây, chú pháp phần lớn là mượn lực lượng của thiên địa hoặc năng lượng bí ẩn khó lường. Do đó tác động nhân quả để nguyên rùa kẻ thù loài chú pháp này mặc dù uy lực không tầm thường nhưng cuối cùng đều là mượn ngoại lực hơn nữa bản thân chỉ là một môi giới dùng để dẫn dắt và chuyển đổi lực lượng ngoại lực cô lập không khó hóa giải cũng không phải là không có phương pháp thậm chí dù chuẩn bị kỹ thì người bị chú pháp thi triển cũng không phải là không thể cắn trả nói chung uy lực có thể chấp nhận được nhưng cũng có quá nhiều nhược điểm còn lực lượng tưởng chừng như vô tận của thiên địa trên thực tế cũng tồn tại giới hạn bản thân là vô giới cũng có giới hạn. Với các nguyên nhân này, chú pháp nhất mạch này chỉ là tiểu đạo mà thôi. Đây cũng là chỗ lợi và hại của gần như toàn bộ chú pháp vị ương đạo vực. Nên trong vị ương đạo vực, tuy nhiều người am hiểu chú pháp, nhưng chẳng mấy ai có thanh danh hiển hách. Dù sao nếu không thể làm bị thương đại năng tinh vực cảnh, thậm chí vũ trụ cảnh, thì vạn pháp đều phế. Nhưng chú pháp của liệt diệm lão tổ, dùng tính mạng của bản thân làm lực lượng nguyên rùa, phải gọi là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm để hình dung cái giá lớn mà liệt diệm lão tổ nói phải trả một khi thi triển tam đại chú đó là vẫn lạc nhưng lợi ích lại kinh người đầu tiên là ý vô tận ân oán thì vô tận loại cảm xúc biến hóa hư vô mờ mịt này có thể coi là vô biên vô hạn không thể tương tượng khiến cho pháp này cơ hồ không có điểm cuối mặt khác một khi triển khai rất khó phòng bị vô pháp ngăn cản về phần hóa giải bởi vì lực lượng nguyên rùa tới từ oán niệm của người thi pháp cũng không phải là lực lượng của thiên địa vì vậy tạo thành nguyên rùa đặc biệt chỉ có người thi pháp mới có thể phá giải sau khi cẩn thận nghiên cứu viêm linh chú trong mắt của bào nhạc lộ ra vẻ thâm thúy lâm vào trầm tư sau một lúc lâu thì thờ sâu thì thào nói nhỏ phương pháp này không thích hợp với người tu luyện thuận cảnh thích hợp với tu sĩ nghịch cảnh phát triển càng nghịch cảnh càng bi thảm ý nghĩa lại càng bất bình, oán niệm lại càng khó tắt. Sư tôn cả đời này sợ là đã trải qua vô số thăng trầm, mới phát ra vô số bất đắc dĩ. Lúc này mới một bước cuối cùng sáng tạo ra chú pháp đủ để khiến cho thần hoàng kinh kỵ. Mà nếu tiếp tục tu luyện loại thật pháp này, tính cách sẽ cực đoan, bản thân biến thành âm trầm. Nên sư tôn để ta tu hành phong tình quyết trước, dỡ khí bá đạo, coi đây là giảm sóc, tiêu tán tính cách âm trầm và cực đoan của chú quyết nhưng còn có một tai hại là tu hành chú pháp này cần có rất nhiều sinh cơ chỉ có như thế mới có thể đề cái gọi là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm này giảm bớt đáng kể loại bỏ tiêu hào bà nhạc im lặng suy tư nơi của sư tôn nói nửa năm sau sẽ là mừng thọ của thiên pháp thượng nhân ở nơi đó sư tôn vì mình đổi lấy một cơ duyên thiên mệnh tuy rằng không biết cái gọi là thiên mệnh cơ duyên cụ thể như thế nào nhưng vào lúc này sau khi bảo nhạc tính toán, nội tâm hắn cũng có suy đoán. Cực hạt sinh cơ, chỉ có thể dùng thiên để hình dung sao? Bảo nhạc thì thào lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng chú pháp này cân cả đời gặp phải những bất công mạnh mẽ và bất bình khó dập tắt mới được, mới có thể tu luyện thuận lợi. Vì sao sư tôn lại muốn truyền thụ cho ta? Cả đời này của hắn tới bây giờ mặc dù không được gọi là thuận lợi, nhưng cách nghịch cảnh rất xa rồi. Dựa theo đạo lý này, thì không thích hợp tu hành thuật chú này. Chẳng lẽ sư tôn đã nhìn thấy gì? Không thể nào nói cho ta biết. Tôi chắc ta nghĩ nhiều rồi. Phạm nhạc lắc đầu, cảm nhận được nhiệt tình thành ý của sư tôn. Nên chuyện này khả năng duy nhất là chắc chắn sẽ có chút ít khó khăn chắc trở. Sư tôn hy vọng sau khi mình gặp được những khó khăn chắc trở này, có thể từ trong khó khăn chắc trở mà quật khởi. Kể từ đó, thuận cảnh mình có thể phát triển mà nghịch cảnh mình cũng có thể phát triển. Từ trình độ nào đó mà nói, thì xem như một loại bảo hiểm. Bảo Nhạc cảm thấy ý nghĩ của mình là chính xác, vì vậy thờ sâu bắt đầu tu hành viêm linh chú. Bởi vì tính cách và nội tâm không có nhiều bất bình và oán hận, nên bảo Nhạc tu luyện rất chậm chạp. Nhưng hắn có một chỗ chấp nhất. Sau khi phát hiện, chú này tương đương với bảo hiểm, hắn để tâm hơn vào cuộc sống hiện tại. Dù tiến độ chậm chạp, nhưng vẫn đắm chìm vào trong đó, làm quen với chú Pháp, để xin cơ bản thân dung nhập vào bên trong những phủ văn thật nhỏ do hỏa diễm tạo thành. Cứ như vậy, ba tháng nhanh chóng qua đi. Khoảng cách tới ngày lên đường mừng thọ chỉ còn lại có một nửa. Tạ Hải Dương đang tắm rửa cho thần nghiêu, rốt cuộc cũng đã xong. Bởi vì sở dĩ thời gian ít hơn so với tính toán của bà nhạc, là bởi vì Tạ Hải Dương đã hiểu ra, cả ngày nịnh nọt lão nghiêu, làm cho gã thật vui vẻ vì vậy thân hình to lớn đã chậm rãi thu nhỏ lại. Sau khi tắm rửa xong cho lão nghiêu, Tạ Hải Dương trở về trong tình trạng sức cùng lực kiệt, tới bái kiến bảo nhạc, lộ ra vẻ ủy khuất mãnh liệt. thập lòng sư thúc, người nói cho ta biết, sư tổ trừng phạt ta như vậy có phải là bởi vì tập ngũ sư thúc đi mật báo hay không? Bảo nhạc ho khan cảm thông với Tạ Hải Dương, nhưng trên mặt lại nghiêm lại. Không thể ngờ vực vô căn cứ tập ngũ sư thúc của ngươi xét đến cuối cùng vẫn là trong lòng người có oán giận. Ta... Nhận định là thập ngũ, Ăn rót cho ta nhiều như thế, cố ý lùi kéo lời nói của ta, rồi quay đi mách lẻo. Tại dương bì phẫn, y cảm thấy toàn bộ liệt diễm tinh hệ, người tốt cũng chỉ có sư tôn của mình và bào nhạc bà thôi. Y chính là nghĩ như vậy. Lúc này ở trước thấp bào nhạc lại có người khác tới. Người đến đúng là thất sư huynh của bào nhạc, mặt mũi bầm dập, bộ mặt đầy tụ huyết, một bộ vô cùng chật vật. Sau khi đi vào thì không để ý tới tạ hải dương, mà nhìn về phía bảo nhạc, bi thiết kêu lên một tiếng. Tiêu thập lục, vì huynh không mời bà tới, muốn xin nhờ ngươi một việc. Thấy thất sự Huỳnh thế thảm như vậy, bảo nhạc có chút đau đầu, thầm nghĩ sự tồn lại nghịch ngợm cái gì rồi. Nhưng mà tạ hải dương ở một bên không biết trần tướng, lập tức đã bị lão thất thế thảm kia làm hoảng sợ. Thất sự túc, ngươi làm sao vậy? Làm sao? Còn không phải là bị sư tổ người đánh à? Thật sự Huỳnh trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, nhìn về phía bò nhạc. Thập lục, chỗ này của ta có một phong di thư, ta đưa cho người. Ngày sau, nếu như có một ngày ta bị sư tổ đánh chết, người nhớ rõ đưa di thư của ta về quê quán. Nói xong, thật sự Huỳnh than thở một tiếng, đưa cho bò nhạc một miếng ngọc giản, rồi quay người rời khỏi tháp. bảo nhạc cầm ngọc giản, giờ khóc giờ cười. Tạ Dương ở một bên chớp chớp còn mắt, nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Dù bảo nhạc khô lại, nhưng tạ Hải Dương cũng không nghe. Hải Dương gây là Hải Dương. Đấy là lại đào hố cho người đó, hy vọng ngươi đừng có nhảy vào. Bảo nhạc im lặng, thấy tạ Hải Dương đi rồi, thì chỉ có thể thờ dài, để Ngọc Giàn ở một bên, tiếp tục đà tỏa. Đồng thời đáy lòng cũng minh bạch đối với sự tồn ác thú, là ông không thể nào bắt được chứng cớ ở trên người mình vì vậy chuyển mục tiêu sang chết người của tạ hải dương khi hắn đang đả tọa bên ngoài tháp tạ hải dương đã nhanh chóng đuổi theo thất sử túc thất sử túc xin dừng bước ngài đã phạm vào cái đại sự gì lão thất dừng bước chân lại đầu heo bất tiền, nhìn về phía tạ hải dương làm sao tiêu hải dương có phải ngươi muốn giống như thập ngũ dự dỗ ta nói xấu sư tôn sau đó mách léo với sư tôn à thân thể của tạ hải dương chấn động nhìn thất sư thúc thê thảm lập tức đã có một loại cảm xúc cùng là thiên nhai lưu lạc Trong một nghìn không trăm hai mươi lăm bó buộc trong khi vương bảo nhạc đang nghiên cứu viêm linh chú ở trong tháp không biết tại dương đã nói chuyện với lão thất thế nào sau khi rời khỏi đây tóm lại tại dương cùng lão thất nói chuyện hết ngày hôm sau sáng sớm tại dương tinh thần vô cùng phân chấn chạy tới vấn nàn bảo nhạc bảo nhạc tận mắt nhìn thấy vừa mới đi ra khỏi tháp. Còn chưa đi được vài bước, thì trên bầu trời mênh mộng bát ngát, không biết tại sao lại xuất hiện một đạo bóng đèn rơi từ trên xuống. Bóng đèn này tốc độ cực nhanh, dù bảo nhạc lúc này là hành tinh trung kỳ cũng nhìn không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được tàn ảnh. Có thể thấy tốc độ kinh người của nó như thế nào. Về phần tạ hải dương, mặc dù tu vi cao thâm, nhưng không phải là hằng tinh cảnh, nên không thể nào tránh né được. Trong chốc lát, đã bị bóng đèn từ trên trời kia đánh xuống, trực tiếp đập vào trên người. Thành âm nổ vang quanh quần, mặt đất rung động lắc lư. Bụi đất bị cuốn lên mịt mù, thành âm của tạ dương kêu riêng thảm thiết, nương theo tiếng nổ mạnh, truyền khắp xung quanh. Bào nhạc trợn to con mắt, bụi đất tán đi, thấy rõ thứ đồ vật nện xuống, vẻ mặt quái gì, ít vào một hơi thật sâu. Cái bóng đèn từ trên trời rơi xuống kia là một con giận, mà lực đạo nắm chắc vô cùng tốt nhìn như tốc độ cực nhanh khí tế kinh người nhưng khi rơi vào trên người của tạ hải dương thì chỉ khiến cho hắn đầu váng mắt hoa không bị thương gì mấy nhưng trên đầu lại nổi lên một cái cục to như bánh bao cái bánh bao màu hồng này chỉ nhìn thoáng qua lập tức có thể cảm thụ được đau nhức kịch liệt như thế nào tạ hải dương kêu là oải oái chuyện gì thế này là chuyện gì ta ta tại sao lại có chuyện đột nhiên từ trên trời rơi xuống như vậy tại giường bì phẫn theo bản năng giơ tay xoa xoa cái cục sừng tấy nước mắt lưng tròng trực trì tuôn giả bà nhà cổ quái cảm thấy kinh sợ mãnh liệt vô cùng với sư tôn lúc này hắn chợt đề hiểu ra sư tôn lòng dạ quá là hẹp con mẹ nó hỏi đi nghĩ đến nhất định là ngày hôm qua tại dương đuổi theo lão thất bị lão thất dân dụ nói không ít lời vì vậy lúc này mới có trò đùa dai của sư tôn ác thú tưởng tượng như vậy bảo nhạc lại cảm thông với tạ hải dương cũng cảm thấy vô cùng may mắn nếu tạ hải dương không đến thì người đứng kia khóc lóc ôm đầu chắc chắn là mình rồi nghĩ tới đây bảo nhạc lập tức lui về phía sau vài bước hắn cảm thấy sự tồn chọn mục tiêu là tạ hải dương vậy thì mình tránh xa thì tốt hơn khi bảo nhạc chuẩn bị quay trở lại tháp tạ hải dương đang kêu rên bì phẫn thì trên trời bỗng nhiên nổi lên sóng gió một gương mặt cực lớn hiện ra cái gương mặt phát ra hòa diễm này đúng là liệt diễm lão tổ sau khi xuất tiền, ông ta về mặt nghiêm túc nhìn về phía tạ hải dương ở dưới đất một chút lại ngẩng đầu nhìn tinh công nhàn nhạt, nhạt, mở miệng viêm linh theo liệt diễm lão tổ bờ miệng bầu trời một lần nữa nổi sóng thân này của lão kiều mang theo ủy khuất xuất tiền. dư tổ kính xin làm chú cho đệ tử đệ tử có chọc ải đâu đâu của ta Tài Dương thấy một màn này lập tức quỳ xuống, trên mặt tràn ngập ủy khuất vô tận, bởi vì cảm xúc chấn động mà cái đầu thành bánh bao càng đỏ lên, thoạt nhìn giống như sắp có cái sừng bọc ra từ cục thịt này vậy. Chủ nhân, cái này cũng không nên oán trách ta, là ta gãi ngứa. Lão Nghiêu thở dài nói, lời diệm lão tổ nhíu mày, chừng mắt nhìn lão Nghiêu. Lần sau chú ý một chút. Nói xong, lời diệm lão tổ lại nhìn Tài dương một chút, khẽ lắc đầu. Người cũng thế đi, đi đường cẩn thận một chút. Nhìn người nhanh nhẹn như vậy, đi đường thế nào mà còn có thể bị côn giận nện vào. Lệ Diệm lão tổ nói xong, không để ý tới gương mặt ủy khuất của ta Hải Dương, nhoáng lên một cái, biến mất trên bầu trời. Về phần lão Ngưu đứng ở trên bầu trời cũng chừng mắt nhìn, ho khăn, không nói chuyện, thân thể mờ dần muốn rời đi. Mắt thấy việc này muốn chuyện to hóa thành bé, nội tâm của tạ ải dương ủy khuất mãnh liệt đã tới cực cản bỗng nhiên một tiếng gào từ đằng xa truyền tới khiến cho y run rẩy như tiền bối người dám bắt nạt ái đồ của ta bà nhạc đang về tháp nghe vậy thì bước chân dừng lại đứng ở nơi đó với vẻ xem náo nhiệt thầm nghĩ sư tôn à sư tôn Người ngày ngày tới tới lùi lùi thầy áo lót có mệt hay không trong khi nghĩ như vậy theo tiếng gào thét xa xa theo tạ dương cảm động tới sắp lệ nóng quanh trọng một đạo thân ảnh đang bày tới đúng là đại sư tỷ của bảo nhạc là sư tôn của tạ hải dương sư tỷ đến rồi đau lòng nhìn tạ hải dương một chút sau đó trên mặt xuất hiện vẻ tức giận bay thẳng lên bầu trời rất nhanh trên bầu trời truyền tới tiếng nổ mạnh như tiền bối trước kia sư tôn để ái đồ của ta tắm rửa cho người đây là tập tục của nhất mạch liệt diễm ta mặc dù đau lòng nhưng cũng chỉ có thể yên lặng quan tâm nhưng lúc này người rõ ràng dám kỳ dễ nó như thế Dương Nhi vẫn còn còn nít, người kinh người quá đáng mà. Bầu trời gió nổi mây phun, truyền tới tiếng gào thét của đại sư tỷ. Đông Nhi, có mắt nào của người thấy tà khi dễ ái đồ của người? Lão Nghiêu bất mãn kêu gì? Bất kể như thế nào, lão Nghiêu người khi dễ ái đồ ta, khi dễ tiểu Dương Nhi của ta thì không được. Đại sư tỷ giống như quan tâm nhiều quá, lúc này ngôn từ cũng chẳng có tôn sừng với lão Nghiêu người cưng chiều và bao trẻ khuyết điểm như thế thì có lợi ích gì? Ai đồ này của người nếu thật coi người là sư tôn, sao lại có thể không biết bây giờ người đang thiếu nhất là nhất kim thần tinh? Nếu có lão nghiêu cấp miệng, chưa của ta thì tự ta xử lý. Lúc này vô luận như thế nào cũng phải cho học trò cưng của ta lấy một công đạo. Thành ngầm của sư tỷ cùng lão nghiêu truyền khắp bốn phương, khiến cho những sư huynh sư tỷ xung quanh của bà nhạc ai nấy đều thò đầu ra khỏi tháp nhìn lên bầu trời trong tiếng vàng trên bầu trời rất nhanh càng phát ra kích người chân động càng mãnh liệt nhìn tạ hải dương tâm tình kích động đến không thể nào hình dung có người ra mặt làm chủ thế này khiến nội tâm của y cảm kích vô cùng bà nhạc trợn to con mắt hơi thở gấp gáp trong đầu như có tia chớp xoẹt qua lập tức kiểu ra trong lòng tràn đầy khâm phục vẫn là sự tôn đạo hạnh cao thâm trong khi bò nhạc cảm khái theo thế ngư lệnh của liệt diễm lão tổ truyền tới đại sư tỷ cùng với lão nghiêu không thể không gần chiến lão nghiêu cũng nguyết một cái mang theo vẻ bất mãn rời đi đại sư tỷ cũng trở về rõ ràng thân thể có chút gì yếu trận chiến vừa rồi đối với nàng cũng không phải là nhẹ nhõm gì nhưng vẫn đang nhìn tới tạ hải dương đại sư tỷ lộ ra một nụ cười ôn hòa nhẹ nhàng sờ lên vẻ mặt cảm động còn có áy náy qua tạ hải dương đỉnh đầu bánh bao dương nhi vì sư tới chậm rồi người có đau không Lời nói này bà nhạc nghe xong cảm thấy buồn nôn Nhưng tại hải dương lại cảm động chảy xuôi nước mắt Quỳ xuống trước mặt sư tôn Sư tôn Đứa nhỏ này khóc lóc gì Đại sư tỷ ôn hòa hiền lành Sau đó lạnh nhạt Nhìn về phía xung quanh nhàn nhạt, nhạt mở miệng Chư vị sư đệ sư muội Dường nhì là đệ tử của ta Nên nếu như để ta nghe được mật báo sự việc gì Các người biết hậu quả rồi đấy Lời của nàng vừa nói ra, lão thất cùng với tầm ngũ chỗ đó Về mặt xấu hổ tài dương thấy vậy trong lòng càng thêm cảm động chỉ cảm thấy sư tôn ở trước mắt này thật là đối đãi với mình đã tốt tích cực hẳn cuộc đời này không thể báo đáp một ai sư tôn đốn... tốt rồi đừng khóc Vì sư về trước đi bế quản trong khoảng thời gian này ngươi tự chăm sóc bản thân nói xong tài sư tỷ vẻ mặt mỏi mệt quay người rời đi nhưng tài dương vội mở miệng sư tôn cần bao nhiêu tinh thần kim đệ tử có không cần vì sư tự có thể xử lý đại sư tỷ lắc đầu thân thể nhoáng lên một cái đã bay lên không trung tại dương thấy vậy thì nóng này đệ tử biết dư tồn đau lòng vì đệ tử không muốn đệ tử phải trả một cái giá quá mức nhưng đây là hiếu tâm của đệ tử tinh thần kim này sư tồn nếu như không muốn đệ tử quỳ ở đây không đứng dậy nói xong tại dương phù một tiếng quỳ xuống không ngừng mà đau khổ cầu khấn bài nhạc nhìn cảnh tượng này cũng phải hít sâu một hơi lúc này chỉ có thể nói một câu đó là cao thủ thật sự cao thủ hắn coi như đã hiểu rõ tài dương ngay từ đầu không chân chính thuộc về liệt diễm tinh hệ này y tới đầy với mục đích chính là vì tương trợ cho mình nhưng lúc này trải qua một loạt sự kiện mật báo mâu thuẫn sự tôn lãnh đạo đại sư tỷ đeo lòng như muôn màu nhân sinh như từng sợi tơ đã đem tại dương triệt đề bao bọc bên ngoài đại sứ thì bây giờ giống như bất đắc dĩ thờ dài bờ miệng người tội gì phải làm như vậy trong lúc thờ dài nàng không thể không nhận sự yêu kính của tạ Hải Dương được sau đó lộ vẻ trầm tư truyền âm cho tạ Hải Dương những sự thúc khác của người có thể không cần quá mức để ý tới nhưng duy chỉ có tập lục sư thúc của người nhất định phải làm cho hắn thỏa mãn có thể hắn là đệ tử sư tổ người yêu thương nhất một câu nói của hắn ở thời điểm mấu chốt có thể ảnh hưởng tới đánh giá của sư tổ. Ở một mức độ nào đó, người có thể xem hắn là thiếu chủ chính thức của liệt diễm tinh hệ. Loài truyền âm xuất phát từ nội tâm này khiến cho tại dương cảm thấy cảm động, ý quyết định phải ra sức nịnh nọt bao nhạc hơn nữa. Kể từ đó, ở liệt diễm tinh hệ, mình có hai chỗ dựa lớn, coi như là chính thức đứng vững, về sau nhất định sẽ khiến cho lão tập ngũ và lão thất đẹp mặt. Lão thất, lão tập ngũ, ta muốn các người biết rõ tại dương ta không phải ăn chay các người tuy là sư thúc nhưng sẽ có một ngày ta muốn các người phải mở miệng xin lỗi ta tại dương âm thầm tề trước 1026 thiên mệnh chi thư quả nhiên gương càng già càng cay từng tràng cảnh diễn ra như ảo thuật bao nhạc trở lại tháp bấy giờ cảm giác coi như biết chút sự đời thông qua một loạt sự việc của liệt diễm lão tổ và phân thân của ông ta trong lúc bất chỉ bất giác tạ hải dương đã hoàn toàn bị bó buộc vào liệt diễm tinh hệ mà đối với bản thân tạ hải dương dù hắn không biết rõ nhân quả nhưng trên thực tế cũng không có hại gì thậm chí trình độ nào đó còn mang tới lợi ích to lớn chỉ là liệt diễm lão tổ chuyển hóa quan hệ giao dịch mà tạ hải dương tin tưởng trong lòng thành quan hệ đồng môn thực sự dù sao lòng trung thành là một loại cảm xúc rất phức tạp sự cảm động, mâu thuẫn, lãnh đạm, thân thiết các loại đều tăng khả năng gia tăng cho lòng trung thành. Mà một khi cảm xúc toàn diện rồi thì sẽ hình thành trói buộc khó có thể dứt bỏ. Đằng sau hẳn là đại sư tỷ hoặc là sư tôn, có lẽ là lão thất hoặc là lão tập ngũ. Lúc tại Dương đang gặp nguy hiểm thì ra tay cứu viện, thế mới có thể hoàn toàn in dấu mối quan hệ này. Đến một ngày nào đó, nếu như chân tướng bị giải khai, chẳng những sẽ không ảnh hưởng tới loại quan hệ này, ngược lại sẽ khiến cho tạ ải dương phụ thuộc càng mạnh mẽ hơn nữa. Bỏ nhạc xúc động không thôi, bởi vì hắn tin tưởng sư tôn làm tất cả những điều này không phải là vì bản thân ông, mà là vì hắn. Truyền thụ cho ta việc linh chú lại an bài một sư điệt, sư tôn ơi là sư tôn, tại sao lại chuẩn bị cho ta những việc này? Bỏ nhạc im lặng, dưới góc độ của người ngoài cuộc, sau khi nhìn tất cả những điều này, chẳng biết tại sao luôn có một ít cảm giác bất an. Cảm giác bất an này không phải tới từ bản thân, mà tới từ liệt diễm lão tổ. Nhưng hiển nhiên, bò nhạc không có đáp án vào lúc này. Vì vậy, hắn khẽ thở dài, chỉ có thể đè nén nghi ngờ trong nội tâm, bắt đầu một lần nữa đắm chìm trong việc tu luyện viêm linh chú, đi nghiên cứu chi tiết chú pháp này. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi lại qua đi 3 tháng. Trong 3 tháng này, Bà nhạc xem như miễn cưỡng có chơi nhập môn đối với viêm linh chú về phần tạ hải dương cũng rất thông minh dù ai đào hố y đều đầy miệng các tụng lão tổ giá sức làm tùy tùng cho bảo nhạc bảo nhạc cần cái gì gần như không cần phải đi tìm chỉ cần mở miệng tạ hải dương nhất định sẽ đưa tới mà chém gió nịnh nọt cũng ngọt ngào lắm mỗi lần đều khiến cho bảo nhạc vô cùng khoan khoái dễ chịu vì vậy giới tâm tình sung sướng cũng mở miệng với sư tôn, để cho tạ hải dương theo mình cùng đi mừng thọ liệt diễm lão tổ đồng ý mấy ngày sau hai cưới đã chuẩn bị xong bọn người đại sư tỷ tới đửa tiễn cưới phi thuyền của liệt diễm tinh nghệ rời khỏi liệt diễm chủ tinh làm thiếu chủ của liệt diễm tinh nghệ bảo nhạc xuất hành tự nhiên khác với trước đây phía sau của hắn còn mang theo không ít cường giả hàng tinh cảnh của các văn minh khác cùng đi làm hộ đảo tổng cộng có 8 vị cường giả hàng tinh xuất hành cùng với bảo nhạc nhiệm vụ của bọn họ là đảm bảo toàn bộ hành trình của bảo nhạc an toàn trong đó vị hàng tinh cảnh của văn minh trích linh là một trong số đó cùng với lực lượng hộ vệ của bản thân của tạ hải dương có thể nói rằng lực lượng xung quanh của bảo nhạc đã có thể so sánh với một thế lực lớn rồi không ai cho rằng kiểu phô trước này là cương điều bởi vì lúc này bảo nhạc đại biểu cho liệt diễm tinh nghệ làm thiếu chủ của liệt diễm tinh nghệ hắn nhất định cũng phải như vậy thôi vì vậy một đường bọn hắn rời khỏi liệt diễm tinh nghệ bay nhanh trong tinh không số lượng phi thuyền đạt tích trên trăm, không chỉ có tám vị hàng tinh, cô không thiếu tu sĩ hành tinh. Một chuyến rầm rộ làm chấn động mãnh liệt, hướng về thiên bình tinh, thiên pháp thượng nhân bay đi nhanh chóng. Trong chiếc phi thuyền ở giữa, bào nhạc mặc trường bào hoa lệ rực lửa, trần đi giày chiến cùng bầu, khi thế cả người thoạt nhìn cao quý vô cùng. Lúc này hắn cầm một chiếc ngọc giản, suy nghĩ. Tại giường cũng mặc kiểu này, nhưng trang phục nhẹ hơn một chút đứng ở một bên người bào nhạc thấp giọng bờ miệng sử thúc thiên pháp tự nhân này trong vị ương đạo vực đều là thế hệ đại năng cùng với sứ tổ không ngài muốn đi chiêu trọng. thậm chí do ông ta ám hiểu suy diễn thuật pháp giúp đỡ người cải biến thiên địa nên bằng hữu đông đảo trải rộng toàn bộ đạo vực khiến cho vị ương tộc phải lấy lễ mà đối đãi tu vi của ông ta cũng giống như sứ tổ nhưng còn có một kiện bí bảo xưng là thiên mệnh chi ngân thiên bệnh thượng nhân cầm bí bảo này, tu vi và chiến lực sẽ được giá trị rất nhiều. Có người suy đoán rằng có thể so với vũ trụ cảnh. Cho nên thọ yến của lão nhân già ông ta, thi lực khắp nơi đều sẽ phái người đi. Ngoài trừ lễ tiết phải có, còn có một nguyên nhân, đó là mỗi một lần thọ yến thiên pháp thượng nhân mở ra, ông ta đều bố trí một lần thi luyện. Thi luyện này không lắm nào giống năm nào, nhưng dù thi luyện như thế nào, thì người được ông ta tán thành đều sẽ được tặng một lần có tư cách lật lại thiên mệnh chi thư. Thiên mệnh chi thư? Bà nhạc nhào mắt lại. Trước khi hắn xuất phát, liệt diệp lão tổ từng gọi hắn tới, nói rõ thiên pháp thượng nhân sẽ cho hắn một cơ hội cảm ngộ thiên mệnh chi ngân, nhưng lại không đề cập tới thiên mệnh chi thư này. Từ dư tổ liệt diệp lão tổ, hắn biết được, cái gọi là cảm ngộ thiên mệnh chi ngân là có thể làm mình vượt qua thời gian trường hà, nhìn lại vô số khoảnh khắc trong quá khứ của bản thân thời điểm hội tụ cảm ngộ tạo thành lực lượng sinh cơ cho bản thân giống như đạt được gia tăng và bộc phát loại cảm ngộ này căn cứ vào tư chất và tiềm lực của từng người quyết định ngược dòng thời gian tìm hiểu cái này là dài hay ngắn đây là thần thông vô thượng của tiên pháp thượng nhân mỗi một lần thi triển không thể nghịch chuyển tương tồn của bản thân có thể để cho thiên pháp thượng nhân vì hắn mà thi triển một lần mặc dù không biết liệt diệm lão tổ trả một cái giá lớn gì nhưng có thể tưởng tượng được sẽ rất lớn tại dương trả lời đã cắt đứt suy nghĩ hiện lên trong nội tâm của vương bảo nhạc về sự tôn của hắn thiên mệnh chi thư là một vật lai lịch thần kỳ không ai biết vật ấy sinh trưởng ở trên thiên mệnh tinh dù là thần hoàng cũng không thể lấy đi được chỉ có thiên pháp thượng nhân mới có thể điều khiển cuốn sách này nghe đồn rằng bản thân thiên pháp thượng nhân là khí linh của quyển sách này không biết là thật hay giả lật cuốn sách này mua một tờ đại biểu cho 500 năm có thể xem hình ảnh không trọn vẹn của bản thân trong tương lai. Loại tiên đoán này giống như thần thông vậy, uy lực to lớn khó có thể hình dung. Nếu không có người chứng thực, hình ảnh xuất hiện chỉ là bên trong một tương lai vô hạn nào đó, mà không thể cố định, xem xét nội dung chỉ định, chỉ có thể ngẫu nhiên hiện ra. Lật một lần, cần tiêu hào sinh cư bản thân, nên không thể nào lật quá nhiều. Không thì sợ là uy danh của nó càng thêm kinh người rồi. Nhìn thấy tương lai, bao nhạc trợn to con mắt nhịp thở bất ổn nhìn về phía tạ ải dương tạ ải dương nhẹ gật đầu tu sĩ đời ta đối với tương lai chăn ngập mù mịt không biết sẽ ra sao không biết sinh tử khi nào tới không biết tu vị có thể đột phá hay không sự việc không biết quá nhiều nên thi luyện lúc tỏ yến của thiên pháp thượng nhân lại bị người ta yêu cầu danh lợi đều mơ tưởng đạt được tư cách đi lật lại thiên mệnh chi thư để xem tương lai của mình dù hình ảnh tương lai xuất hiện ngẫu nhiên cho dù nó chỉ là một trong hàng ngàn khả năng, nhưng tác dụng chỉ dẫn vẫn cực lớn đối với bản thân mình. Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, rất động tâm đối với thiên mệnh chi thư này, hắn cũng muốn đi xem tương lai của mình sẽ ra cái dạng gì. Quá khứ, tương lai. Bảo Nhạc thì thào, đối với chuyến hành trình tới thiên mệnh tinh này đã có vẻ chờ mong. Đến mấy ngày sau, phi thuyền trong tinh không đã bay được bao phần lộ trình tới thiên mệnh tinh ở phía trước của bọn hắn xuất hiện mấy chục chiếc phi thuyền lớn màu xanh rát trời. Những chiếc phi thuyền này từng cái có thể so với một ngôi sao rộng lớn kinh người, mấy chục chiếc sắp đặt cùng một chỗ, khiến cho người ta có một loại cảm giác rung động. Những nơi nó đi qua, tinh không đều vặn vẹo. Thậm chí trên những chiếc phi thuyền này có thể thấy không ít tù sĩ tới lui, qua lại giữa các phi thuyền rất náo nhiệt. Trên mỗi một chiếc phi thuyền có một chiếc cờ lớn, trên mặt viết rõ chữ tả là tinh tế phương thị của gia tộc ta dùng để vận chuyển giao dịch các loại vật dụng đang nhìn tới những phi thuyền này lập tức tạ hải dương nhào mắt lại lấy ra một miếng ngọc giản sau khi truyền âm một phen ý mới nở nụ cười nhìn về phía bảo nhạc thập lục sư thúc đêm đến của tinh tế phương thị này cách thiên mệnh tính không xa chúng ta có muốn đi lên hay không tốc độ của họ nhanh hơn chúng ta và cũng để cho sư điệt có cơ hội hiếu kính Bảo nhạc nhìn tạ ải dương, về mặt tươi cười. Chuyện này quá là trùng hợp đi. Nói không chừng là tạ ải dương đã sớm chuẩn bị. Bảo nhạc tuy không tin, nhưng việc này làm cho hắn thoải mái, thế là nhẹ gật đầu. Đi thôi. Hết chương 1026. Chuyện được dịch bởi tạ ói audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng, tên đạo kỳ Chuyển. Mời quý vị nghe tiếp.